nam mô bổn Sự thích ca ni phật nam mô a di Đạo phật hôm nay là ngày 28 tháng 12 2018 âm lịch chúng ta tiếp tục học tập những câu chuyện nhân quả tập 144 hôm qua chúng ta học tập uh, nhân viên đảng sanh của Đức Phật. Hôm nay chúng ta học tập đến công đoạn không nhiễm duyên trần. Bây giờ vua Thịnh phạn mang đầy đủ lễ vật hội cưới công chúa Gia Du Đà La về làm Thái tử Phi cùng với hai thứ Phi khác nữa tên là Cù Di và Lộc Giả. Như vậy, Thái tử có ba người phi. Vua lại cho xây dựng ba cung điện. Số cung nữ hầu hạ là ba ngàn người. Cung nữ thuộc cung thứ nhất lo việc hầu hạ. Thái tử từ lúc đầu hôm cung thứ hai hầu hạ trong khoảng giữa đêm cung thứ ba hầu hạ trong khoảng sau giữa đêm về sáng trong cung lúc nào cũng tấu lên ngàn vạn khúc nhạc du dương ngày đêm không dứt thái tử vẫn thường cùng với các phi tần đi đứng nằm ngồi nhưng tiệt nhiên không hề khởi lên những ý niệm thế tục trong đêm thanh vắng ngài chỉ chuyên tu tập thiền quán chưa từng cùng với các phi tần làm chuyện như vợ chồng đây là chỗ mà muốn nêu lên thái tử không bị nhiễm duyên trần từ khi còn nhỏ là thái tử Tắc đạt đa tâm rất là từ bi còn rất nhỏ đi theo cha dự cái lễ cài ruộng thì thấy những con trùng con dế đồ khi mà mình cài ruộng rồi nó bị chết hoặc là thấy một con chim to gấp một con vật nhỏ để ăn sự đấu đá và kẻ mạnh hiếp yếu từ nơi những cái cảnh tượng đó mà thế tử không vui có nghĩa là tâm của ngài từ khi còn nhỏ rất là từ bi vua cha thấy cái tính của thái tử như vậy cũng rất lo thái tử đi tu nên dùng mọi cách nào là cưới vợ toàn là những người vợ đẹp còn người nữ hầu thì tới ba ngàn người nè một đêm mà chia ra ba thờ để hầu hạ thái tử trong cung thì lúc nào cũng tiếng nhạc du dương dùng mọi cách để mà cho thái tử đắm chìm trong dục lạc Đừng có suy nghĩ đến cái chuyện mà Đi xuất gia tu hành nữa Nên công đoạn này gọi là không nhiễm duyên trần. Thái tử thì cũng sống với các phi Tầng mỹ nữ mà Ngài thì không có khởi cái tâm như người thế tục Và không có làm những cái chuyện như vợ chồng Như người thế gian Khi chúng ta mà đọc lên cái công đoạn này thì thấy có nhiều vị tu hành cũng học theo tấm gương của phật như những đức coi qua câu chuyện của ngài hư văn á từ khi còn nhỏ cũng muốn phát tâm đi tu lớn lên mới có mười mấy tuổi thôi thì cha cưới cho hai người vợ đẹp lắm nhưng ngài không có động phòng với hai người vợ cuối cùng thì ngài cũng xa gia đình ngài đi tu nhất là coi tới cái công đoạn mà cha đứng bên cái bờ bên đây gọi qua ngọn núi bên kia người cha có linh tính rằng là con của mình đang tu ở bên cái ngọn núi bên kia nên đứng bên đây kêu gọi ngài hư văn cha già bây giờ cáo lão về quê làm người dân bình thường vì cha của ngài làm quán lúc về hưu thì muốn gặp con một lần này chắc không biết sau này còn có dịp gặp nhau nữa hay không ngài ở bên cái đồi núi bên kia ngài nghe tiếng của người cha kêu gọi khóc than ngài quỳ xuống ngài lại Mày nói rằng cái công ơn sinh thành của cha mẹ con chỉ có tu hành đắc đạo mới trả ơn được cái công sinh thành này chứ cái công ơn sinh dưỡng của cha mẹ con không có làm cách nào ngoài cái chỗ mà tu hành đắc đạo mà con có thể báo đáp được đạo phật thì dạy cái chữ hiếu à bao trùm tất cả cái hiếu như người thế gian. Cái hiếu của người tu đạo lớn dữ lắm. đem cái thân mà của cha của mẹ sinh và dưỡng mình khôn lớn này để mà làm việc lợi ích cho mọi người chứ không có cá nhân ai hết. Và quyết chí tu hành hướng đến chỗ giải thoát muốn độ cha độ mẹ để chấm dứt cái cảnh mà chìm nổi trong lục đạo khổ đau từ cái tâm này bao la lớn như lắm thí dụ như chúng ta ngoài thế gian nếu chúng ta không đi tu dù chúng ta có kiếm được tiền rất nhiều chúng ta rất giàu Chúng ta có thể hiếu thảo với cha mẹ mình Mua thịt thà Cá to đồ Rồi cắt cho cha mẹ mình cái nhà đẹp đẹp cho cha mẹ ở Cha mẹ muốn đi du lịch ở đâu thì cho cha mẹ đi du lịch Muốn ăn sơn hào mỹ vị gì thì cho ăn Nhưng con người thì không ai tránh khỏi cái chỗ có sanh Có già, có bệnh, có chết Cuối cùng thì cha mẹ mình cũng chết đi nó đi theo cái uh, nghiệp lực mà đã tạo phải bị trầm luôn cái hiếu nhất thờ ở thế gian không giải quyết được cái vấn đề sinh tử cho cha mẹ còn người tu đạo chúng ta muốn hướng cha mẹ đến cái chỗ là giải thoát dù là hiện tại chúng ta chưa hướng được cha mẹ mình nhưng nếu chúng ta là người con Mà hướng đến chỗ giải thoát Tu hành Được thành tựu Thì nhất định Mình sẽ cứu độ cha mẹ của mình Thoát dòng sanh tử khổ đau Đây là cái tâm lượng của người tu hành Báo hiếu cho cha mẹ Nên Phật mới dạy rằng là Chữ hiếu của người tu hành Là bao trùm tất cả các hiếu và nếu đủ duyên thì Phiến hóa cha mẹ Niệm Phật Để cầu sanh về thế giới cực lạc Nên những người ở trong chùa Tuy họ ở trong đây suốt luôn Nhưng mà những đức đều là khuyên họ Gỡ tặng cho cha mẹ những chiếc máy nghe Pháp Gỡ về nhà Để cho cha mẹ của mình Có thể nghe Phật Pháp Rồi đến lúc mà cha mẹ mà Muốn đi vào trong đây thì Cha mẹ vào trong đây thấy không có bỡ ngỡ gì hết đó. Vì trong chiếc máy mình nói rõ ràng Về Phật Pháp, về tu hành hết trơn à Từ nơi đó mà Ngài Hư Văn Ngài có thể làm được cái chuyện là Cái ái tình cái lúc mà Khó buông nhất khi cha gọi lớn tiếng Khóc than kêu gào như vậy Mà Ngài nghe rồi nha Mà Ngài không đi ra luôn Ngài lễ cha Ngài ba lễ không ra khi mà vượt qua được những cái công đoạn đó rồi Thì cái sự tu hành của Ngài Tu dữ dằn lắm Ngài Hư Văn là khổ hạnh Tu khổ hạnh có ai bị kịp Sự tu hành quyết chí Cao độ Cái tâm giải thoát quá cao Dù cho gặp người Chù dập người hại Người xem thường Nó đứa nít mà Khi ngày mà Lễ Phật á Đi ngang qua cái đoạn đường nữa đó, đó cứ ba bước một lễ ba bước một lễ để nguyện cho cha mẹ được siêu thoát khi lễ như vậy thì đứa nít nó đứng giữa đường nó nói với ngài rằng ông muốn đi qua đoạn đường này thì ông phải chui qua háng của ta còn nếu ông không chui qua háng thì từ đâu đi đến đây Thì bây giờ quay về nơi đó lại Đương nít mà con có quan Nhỏ thôi mà nó Làm như vậy đó Chắc đây cũng là Bồ Tát Thử Bồ Tát quá Thì Ngài Nhẫn nhịn được Chui ngang hán Đứa nít thì chui qua xong rồi thì tiếp tục lại nữa từ cái tâm từ bi nhẫn nại như vậy vậy mà độ đứng nít nó được luôn á thì ra Phật pháp là dạy cho mình phát tâm từ bi thương yêu và tha thứ từ nơi đó thì mới cảm hóa những người mà khó độ nhất chỉ có từ bi tha thứ thì mới có thể cảm hóa được Chứ không có cái tâm mà Bỏ rơ họ Nhớ Không có cái tâm bỏ rơ Đó là ngày hư văn cuộc đời tu hành Thành tựu rất là lớn Rồi khi coi lịch sử của Lục Tổ Huệ Năng Khi ở trong nhóm thợ săn Cũng có một cô gái cái da dẳng yêu Ngài, thích Ngài Nhưng mà các Ngài thì không có động tâm gì cả Đều là có thử thách Thì khi chúng ta đọc đến công đoạn mà không nhiễm không nhiễm duyên trần của Thái tử nè Tất Đạt Đa thì thấy Ngài thì còn cao thâm hơn nhiều Quá nhiều cái sự cám dỗ ha nhiều sự hưởng thụ quá nhưng mà vì sao người ta có thể không bị cái chỗ cám dỗ đó làm ảnh hưởng vì cái tâm mà hướng đến chỗ giải thoát quá cao còn chúng ta thì chắc chắn là bị cám dỗ vì cái tâm mà cầu giải thoát chúng ta rất kém chúng ta không có còn đi tìm không chi là có mà không dùng nên chúng ta tệ hơn các ngài như vậy nên rất cần đọc lịch sử của các ngài để mà soi gọi chính chúng ta Để khi mình phát tâm đi tu Mình nghe được những cái lịch sử này nè Mình phát tâm cho nó dũng mạnh Một kiếp con người chỉ có mấy chục năm Người thì Qua đi một đời Để lại lịch sử muôn đời Còn người thì qua đi một đời Ai nhắc tới thì Chửi rủa chúng ta nên mình nghe được đạo Pháp rồi Bây giờ mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo Mình phải biết chân quý Cái nhân duyên của mình có được Học Phật thì cố gắng ít gì cũng làm Giống Phật được một phần nào Vậy thì mình mới có cái hương vị Trong đạo Còn hàng cư sĩ ở ngoài đời Thì chúng ta nghe đạo Pháp Chúng ta xây dựng Cái hành vi của chính mình những cái gì sai thì mình sửa gọi là tu sửa mà con người ai cũng có cái sai nên chúng ta tu để mà sửa cái sai gọi là tu sửa sửa những hành vi sai lòng chỗ nào không đúng thì mình xây dựng sửa đổi lại từ từ trở thành người tốt điều là phải có thời gian kiên trì kiên trì chúng ta khi đọc qua công đoạn này thấy vua cha dùng mọi cách một số vị thì đọc lịch sử của Đức Phật thì cũng biết rất rõ ràng. vua Tịnh Phạn này dùng mọi cách để mà ngăn chặn con đường đi tu của thái tử. Nhưng các vị này đều là hàng cổ Phật thị hiện. Hôm qua chúng ta đọc công đoạn Đức Phật đã thành Phật vô lượng kiếp rồi. Nhưng thị hiện khắp nơi cảnh giới hết để mà độ sanh còn vua cha và người mẹ của ngài đều là cổ phật thì hiện hàng cổ phật từ nơi đó mà các ngài cùng diễn để mà cho chúng sanh chúng ta nhận thức để tu hành Chúng ta đọc một con đoạn kế tiếp Bồ Tát Hàng Ma Khi Thái tử đến ngồi dưới gốc cây Bồ Đề Nhập vào thiền định Ma Vương Ba Tần Thấy Thái tử tu hành dũng mãnh Muốn khóa hoại đạo hạnh của Ngài Liền tập trung hết thảy thiên ma Rồng độc ác quỷ Cùng kéo đến nơi Thái tử đang tu tập hiện vòng đau tên lửa từ bốn phía cùng ồ ạt tiến vào thái tử nhập tam muội khởi tâm đại từ khiến chúng ma không thể làm hại gì được khi chúng ta đọc qua công đoạn này thì thấy cái người mà tu hành chân chánh muốn đời này giải thoát thì khi cái tâm mình phát cao chừng nào thì cái cảnh ma đạo thử thách mạnh chừng này nên cảnh ma thấy thái tử tu hành quá tinh tấn và quyết chí hướng đến chỗ giải thoát nên tụ tập tất cả dòng họ của ma tập trung lại để mà khuấy nhiễu cản con đường giải thoát của thái tử nhưng tâm của thái tử quá dũng mạnh khi chúng ta đọc con đoạn này thì thấy rằng là khi mà gặp nghiệp quả đến với mình Thì mình học theo Phật là khởi tâm từ bi Thái tử khi gặp cảnh viên mà ma đến thử thách Thì thái tử khởi tâm từ bi Để quá giải Chứ không có hờn trách Chúng ta thì tu hành thường là gặp cảnh viên thì hờn trách Trách là tại sao mà đối xử với tôi như vậy tôi tu hành cực vậy mà sao mà cứ nói với tôi hoài một ngày làm bao nhiêu chuyện mà không khen câu nào hết mà cứ trách hờn cái trách hờn trách hờn Chắc kỳ cục vậy ghét nghĩ tu luôn vậy thì mình khác chư phật bồ tát rồi đúng không đại lão hòa à, thượng giảng thiết này nói một câu rằng cái người tu hành niệm phật muốn hướng đến thế giới cực lạc Sợ nhất là người ta khen Nhưng mà khi người ta khen thì thôi Chứ con không có chết Nhưng mà sợ nhất là người ta khen Không muốn người ta khen Vì sao Vì tích lũy được có một chút phước Khen cái mất tiêu Nguyên ngày làm Tích lũy được có một chút mà. Khen là xài rồi Được khen là xài mất tiêu hết trơn rồi Nên là các ngài không muốn ai khen làm chi cả chê thì lại thích bị chê thì lại thích vì sao phải không bị chê thì tiêu nghiệp mà tích chữ phước còn được khen á thì á nó tiêu phước của mình mà nhiều lúc cái ngã nó nổi lên nên nghiệp nó tăng phước tiêu mà nghiệp tăng mới ghê chứ nên cái người tu hạnh giải thoát á mình làm dù có cực cỡ nào đi chăng nữa Mình không có suy nghĩ người ta khen mình Vì mình tin vào cái chỗ là mình làm Là có chư Phật Bồ Tát biết hết trơn Chứ cần gì người ta khen mình Lũi thủi lũi thủi Chui vào kẹt hốc hốc rác Không cần ai nhìn thấy chứ Chứ không phải là thấy người trên đi ngang cái đầu chui vào cái kẹt hốt liêu hốt liệu Quét thôi quá trời luôn thì người trên vừa phớt qua đi xong rồi bắt đầu là buông cái chổi xuống đứng nghiêu ngao ngồi chơi vậy là mình giả dối không giả dối từ tâm mình mà mình còn không biết nữa này là chúng ta nhắc nhở có cũng có những người vậy nữa oh, khéo lắm khi thấy người trên uh, bóng dáng thon thoảng từ đâu đi đến thì tự nhiên làm ghê lắm bắt đầu xịt nước đồ quét đồ lộn mèo đồ <laughs> lấy đất xình đồ chay vào mặt đồ chay vào áo đồ nhìn thấy lem luốc ghê gớm lắm <laughs> nhưng mà khi người trên đi qua xong không làm gì nữa chứ nghiêu ngào chơi người bên cạnh nó biết ghét chửi um sùm mày xạo quá trời xạo <laughs> thấy ổng đi ngang mày làm quá trời luôn mày làm biến dễ sợ lấy sình lấy nước sơn đồ búng vô người lum lá <laughs> nói này nó vui vui nhưng mà nó cũng nhiều người không hiểu người ta cũng làm gì vậy nên tu hành như vậy thì phật nói là giả dối mà giả dối này là giả dối từ nội tâm phát ra Hiện cái tướng giả dối đó Để mong người tán thán Người khen Người nghĩ mình cực khổ Nếu chúng ta thật sự tu cái hạnh giải thoát Thì chúng ta cực khổ lam lũ Dù không ai biết Cứ mặc hạnh lo tu Từ nơi đây gọi là âm đức Mà nghiệp lực thì tiêu trừ Ngã mạng từ đó Cũng dần dần tiêu mắt vì không có cái ta muốn cho người biết nên cái ngã của mình sẽ giảm mắt đi nên có người mà đến gặp một vị hòa thượng tên là quảng khâm vị này là vị cư sĩ xin hòa thượng giúp ông tiêu trừ ngã mạng thì Hòa Thượng nói rằng Được rồi Ông có ở chùa làm công quả nhiệt tình như từ từ Ta giúp cho ông tiêu trừ ngã mạng nghe không Thì một ngày kia giống như Ngày Chủ Nhật đông người vậy đó Rồi Hòa Thượng ngồi giống như những đứa ngồi đây vậy đó Ngồi trước công chúng đông vậy Ông cư sĩ ông bưng ly nước vào cho Hòa Thượng Hòa Thượng lấy lưu nước hắt vào mặt mắng ổng một trận, mắng quá trời luôn xong rồi bữa sau ông buồn quá ông ra đánh lễ hòa thượng xin đi hòa thượng hỏi ông vô đây để cầu tiêu trừ ngã mạng bộ ngã mạng tiêu trừ xong rồi sao mà bữa nay ông đi rồi thì ông nói con làm cực khổ quá mà bị hòa thượng gầy la quan ức quá Hôm qua chứ công chúng đông người vậy mà hòa thượng lấy nước hắt vào mặt con, mắng chửi con. Chứ công chúng mắc cỡ quá trời luôn. Mà việc đó con đâu có sai lầm gì đâu mà hòa thượng mắng chửi con vậy. Hòa thượng kỳ quá thôi con buồn hòa thượng quá. Thôi xin đi. Thì hòa thượng quán khâm người nói ông vô trong đây ông muốn cho tôi giúp cho ông tiêu trừ ngã mạng thì cái cách đó là cái cách tiêu trừ ngã mạng vì cái ngã này là nó gian danh trước công chúng nó muốn cho người người biết nó bây giờ tôi lấy công chúng số lượng đông tôi lấy nước tôi hắt vào mặt ông tôi mắng ông trước công chúng tôi nó không nghĩ cái danh của tôi tôi nghĩ gì ông để giúp ông tiêu trừ nghiệp lực gì ông mong được tiêu trừ cái ngã mạng này bây giờ tôi giúp ông ông trách gì tôi là người mà nhiều người biết tôi làm cái hành vi đó nhiều người ta trách tôi nó không hiểu nó nói tôi là vị hòa thượng mà sao hung dữ quá à chửi người kỳ cục hòa thượng có đức hạnh gì hết có nhiều người ta không hiểu người ta nói tôi như vậy còn ông thì được cái cảnh này để mà giúp ông tiêu trừ cái ngã mạng cho ông để ông tu hành ông chứng quả ông mà không cảm ơn tôi mà ông còn trách tôi gì thì cái vị cư sĩ này nghe như vậy thì quỳ xuống đảnh lễ hòa thượng xin cho con ở lại không? À. Nên là từ những tấm gương người xưa nó tu hành Phải bị gầy la, bị chết hờn Có một vị này tu hành chịu khổ vô cực lắm Tu giỏi Đại chúng nghe Pháp ngồi trong cái thắt của Hòa Thượng để nghe Pháp Hòa Thượng mắng ông này kêu ông này ra ngoài Đi ra tuốt ngoài cái hè ngoài đó ngồi nghe Không có được ngồi trong đây nghe không Từ hôm nay không được vô hôm đây nữa mắng ông nghe pháp bị mắng không cho ngồi đó nghe kêu đi ra ngoài hè ngồi ngoài núp núp ngồi đó nghe ngoài. khi mà đến lúc mà chuẩn bị truyền y bác á, thì đệ tử mà thường gần gũi đâu á tưởng đâu rồi? chắc người ta được thương yêu gần gũi chắc hòa thượng truyền y bác cho ta cuối cùng gọi cái ông ngoài hà vô đây ngoài hà mấy năm nay chịu khó chịu cực ngồi ở đó nghe pháp và mặt hạnh lo tu không có mong ai tán thác dù ai tán thác cũng giữ được cái tâm chứ không có ngã mạng ông đã tu được cái hạnh giải thoát này ông xứng đáng được truyền y bác Như vậy thấy những vị mà người ta chịu khó chịu cực là người ta thành tựu gì đó còn lục tổ huệ năng thì vào cầu đạo tu hành nghe nói mấy câu ngũ tổ hoàng nhẫn biết được đây là pháp khí cho ra sao biết bữa củi nấu ăn tướng tá thì ấm nhơm mà, nên giả gạo thì không đủ sức nặng để giả gạo thì lấy cục đá buộc vào cái hông á cho nặng để giả gạo quý vị thấy chịu cực không mình làm mà đổ mồ hôi một chút là kiếm nước đá uống um sùm đúng không <laughs> ta làm cực quá kiếm cục đá buộc vào cái hông bên á ôi cục đá mà buộc như dây xiết xiết vào cái hông chắc là chạy chùa thịt chắc chảy máu luôn đau lắm á nha giả gạo mà đạp cái cối mà đứng lên rồi nó hạ xuống đồ nó từ nơi đó một cục đá nó xây 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 rồi chắc chắn là thịt da nó chạy chùa lắm chịu khổ để mà lo cho chúng ở trong bếp nấu ăn thôi vì mà đạt lý thiền cuối cùng thì cũng được ngũ tổ hoàng nhẫn chìm y bác rõ ràng phật khi mà sắp sửa nhập niết bàn thì tôn giả a nan thỉnh cầu phật Lúc Đức Phật còn tại thế thì chúng con lấy Phật để làm thầy, tu đạo, bây giờ Phật sắp sửa nhập niết bàn rồi chúng con biết uh, tôn ai làm thầy tôn giả A Nan hỏi câu này là hỏi cho tất cả chúng sanh chúng ta đó thì Đức Phật không có chỉ điểm ai làm thầy chứ mà Đức Phật dạy uh, nên lấy cái khổ làm thầy tu hành trong hoàn cảnh nào thì tu trong hoàn cảnh ấy trong cái khổ thì cũng tu mà trong cái sung sướng thì cũng không nhiễm rồi lo tu khổ cũng tu mà trong cảnh sung sướng cũng tu chỉ cần cái tâm này đừng có nhiễm bụi trần lo tu hành đó gọi là lấy khổ làm thầy chứ không phải là chạy đi tìm cái khổ hoặc là chạy đi tìm sung sướng không phải mà trong hoàn cảnh nào tu trong hoàn cảnh ấy có bộ đồ cũ thì bọn bộ đồ cũ có bộ đồ mới thì bận bộ đồ mới Bữa nay có cơm trắng thì ăn cơm trắng Ngày mai cơm đen đen thì ăn cơm đen Bữa sau cơm nguội thì ăn cơm nguội Còn nếu cơm thiêu cả chúng ăn thì ta cũng ăn luôn Có nghĩa là trong cảnh viên thì sao thì tu vậy Bữa nay có đồ hủ thì ăn đồ hủ Bữa nào mà có đồ ăn đặc sắc một chút thì ăn đồ ăn đặc sắc một chút không có nặng nề, tùy duyên mà sống để tu, đó gọi là lấy khổ làm thầy. Rồi từ nơi cái chỗ mà tùy duyên để tu hành trong mọi cảnh duyên này nè, chịu khổ, chịu cực, không nhiễm là khổ cực chịu được và không chấp là chịu khổ chịu cực được. Từ ngay chỗ này mà sẽ trì giới được. Phật không có chỉ điểm ai làm thầy mà Phật dạy là lấy khổ làm thầy Và lấy giới lực để làm thầy Từ hai chỗ này Làm thầy Chúng ta hướng đến để tu hành Sẽ được giải thoát Nên khi chúng ta kể ra mấy câu chuyện Đều là những vị lấy khổ làm thầy Như Ngài Hư Văn Ngài cũng lấy khổ làm thầy Ngài Quảng Khâm Cũng lấy khổ làm thầy ngủ ngồi không á chúng ta thì thôi đừng ngủ ngồi chi các ngài thể hiện cái cảnh viên cái thời đó của các ngài đúng không ta là hàng đại bồ tát mà chỉ có thức trễ đánh chuông thức chúng rồi cuối cùng thức trễ lố mấy phút vậy đó Vậy đó mà buổi sáng khi chúng ăn cơm ngày quỳ Quỳ sám hối Và phát nguyện từ hôm nay con sẽ không nằm ngủ nữa Ngồi ngủ luôn Nên coi qua cái hình tướng của Ngài Quảng Khâm á cái lưng của Ngài nó khờm sát xuống đi vậy đó. Cặp mắt thì sáng quắc Còn cái lưng thì khờm sát xuống vậy đó. Vì sao? Vì ngồi ngủ không bằng đêm ngồi ra sông Hà đồ ngồi ra gốc cây đồ ngồi tu khổ hạnh gì đó chúng ta thì Duyên niệm phật chỉ sống thời đại hôm nay thì năng lực chúng ta chắc cũng không làm được chúng ta nằm ngủ mà còn bị sốt hoài chúng chi ngồi ra gốc cây ngồi chắc sáng mai đi bệnh viện quá thôi nằm ngủ cho ngon lành đi ha sáng mai thức dậy đi tu là cũng tốt rồi rồi bằng ngày thì có việc gì thì làm còn rảnh gỏi thì niệm phật rồi uh, lên phòng mà quá rảnh gỏi nghỉ ngơi thì nằm Hiêu hiu một chút thì nhắm mắt chơi một chút chứ còn không phải quá cực khổ có một tình độ này mình chiên sâu niệm phật và tin nhân quả đừng có làm điều gì sai quấy thôi chí thành cung kính niệm phật đi đứng nằm ngồi lúc nào nhớ cái niệm phật chứ không có bắt mình ngồi chi để ngủ ha ngồi nó khơm lưng rồi ngày mai nằm luôn không tu được mất công Rồi cũng không có kêu mình nhịn đói làm chi nữa Ngày cái ăn ba buổi cơm cho đàng hoàng được rồi Nhịn đói làm chi Nhịn đói mà gình gình đi kiếm cơm ăn cũng vậy thôi Mà tội thêm đúng không <laughs> Nên nhịn đói thì nhịn đói luôn đi Nhịn đói mà trốn trốn khi người ta đi tu hết trơn Đi kiếm cơm ăn kiểu này mắc cỡ lắm nha à, Nên chúng ta ăn đàng hoàng đi ăn cho nó khỏe mạnh rồi mập mạp sáng sủa người ta nhìn thấy mình tu mà thấy coi được người ta cũng thích tu quá không niệm niệm gì chúng sanh gọi là pháp bồ đề tâm nhớ niệm niệm gì chúng sanh gọi là pháp bồ đề tâm nên nếu chúng ta tu hành ít gì cũng có được chút chứ mà bận đồ thì nhăn nheo gách gưới quá đáng thì coi không được như bộ đồ như đứa cũ nhưng mà ngày nào cũng ủi sơ sơ qua cái Vì thấy đồ cũ cũ nhưng mà nó thẳng thét nó mới nhăn Như nụ giả dạ. Tại vì chúng sanh thời đại này người ta nhìn thấy mình mà bọn đồ quá dơ dế người ta cũng gớm mình đó hiểu không? Thí dụ như vị này là vị hòa thượng vô cùng nổi tiếng mà ông bọn một đồ cũ gấp da trên vai rồi giá ngay cái mông, giá ngay ông quần, ông bạn thì đặc sắc lắm. Vì sao? Vì cái đức hạnh ông lớn quá, cái nhân duyên của ông quá nhiều người biết và ông quá đầy đủ. Nhưng mà ông sống như vậy thì ông làm một tấm gương để lại cho hàng hậu học sau này để học thèm. thì đặc sắc quá. Còn chúng ta là sơ học Cũng chưa có ai biết đến mình Thôi Bận đồ cũng sạch sẽ một chút Bóng bẩy chút để người ta thấy Ta thấy mình, ta biết mình rồi Sau này từ từ mình hạ cấp xuống Hạ hạ xuống Lúc mà người ta càng biết mình nhiều thì mình càng hạ xuống Hạ xuống, để làm chi Hạ xuống thì nâng cái đức lên Đúng rồi đó Điều là gì chúng sanh không nha Còn khi người ta chưa ai biết mình Chứ mà mình bận đồ cũ rách thì thôi cũng không ai quan tâm tới luôn vì sao có ai biết mình đâu quan tâm tới mình nhưng mà sau này khi mà người ta biết đến mình rồi lúc đó mình hạ xuống hạ, xu hạ, xu hạ xuống chi biết không vì mình cũng biết thân phận của mình vì mình mà cao xa quá thì cái ngã của mình nó nổi lên luôn nên mình cái đạ lên thì mình tự biết hạ cánh mình phải đi. đơn giản bình thường Vậy thì gọi là tu trong cảnh duyên mà biết điều tiết Biết điều tiết trong cảnh duyên để tu hành Vậy là đúng rồi đó Còn thí dụ như mình gặp người trên làm vậy Mình cũng làm với ra vậy coi chừng mình làm sai Vì cái cảnh duyên của mình nó khác người ta Mỗi người diễn cái cảnh Người này người ta diễn cảnh này người ta được lợi ích Nhưng mà mình diễn cảnh này mình không có lợi ích Mình cũng không có sức ảnh hưởng gì hết trơn nó nên nó tu hành hiểu được cái nguyên lý này rồi Thì mình làm đúng với cương vị của mình thôi Làm đúng cương vị mình Học Phật là những chỗ này đặc sắc Nên Thái tử Tắc Đạt Đa khi mà ngồi Dưới cội cây bồ đề thì Quá dũng mạnh tinh tấn Tâm giải thoát quá cao Thiên ma dùng mọi cách để ngăn chặn chúng ta vừa đọc một công đoạn này bây giờ đọc thêm công đoạn tiếp nữa nè ma vương ba tầng hết sức tức giận liền sai ba đứa con gái mình đội mũ cõi chờ thăng đeo chuỗi anh lạc dung nhan hết sức xinh đẹp rực rỡ đi trên xe bằng bãi báo có che màn báo cùng vô số ngọc nữ theo hầu tấu lên âm nhạc cõi chờ im dịu du dương lại tỏ ra mùi hương thơm quyến rũ từ mỗi lỗ chăn lông trên người các ma nữ ấy đi đến chỗ thái tử liền dừng xe bước xuống dán đi khoan thai cùng đến chắp tay lễ kính thái tử sau đó cầm bình báo Trong tay Có đựng đầy nước cam lộ Cõi chờ đang dâng lên cho Thái tử Nói rằng Thái tử Từ lúc sinh ra Đã có muôn ngàn thiên thần hộ vệ Sao lại Vứt bỏ địa vị tôn quý như vậy Mà đến ngồi dưới gốc cây này Chúng tôi là con gái thiên vương trong sáu tầng chờ của dục giới không ai hơn được Nai nguyện đem thân phụng sự thái tử cuối mong ngài nhận lời cho ba cô ma nữ này chắc đẹp dữ lắm chúng ta đọc mà thấy cái văn tự phô diễn lên đẹp quá Đến để mà Ngăn chặn con đường tu đạo Của Thái tử Tát Đạt Đa Khi chúng ta đọc qua công đoạn này Thì chúng ta có cảm giác rằng Nếu mà cái người Sống hiện tại này Mà nhất là những người tu Mà chúng ta mà gặp nữ sắc mà chúng ta mê Chắc mai mốt chúng ta bị ma lụm quá Vì sao? Vì mỗi ngày mình mê người đẹp Thì cuộc đời mình dù có cố gắng tu Mà không vượt qua được chỗ này Thì chắc chắn rằng Cận tử nghiệp của mình là ma xuất hiện chắc chắn Vì cái tâm mình sao thì nó hiện cái cảnh vậy Xuất hiện để nó kéo mình vào cảnh ma đạo chứ Mỗi ngày thích nữ sắc Thì ma có thằng thông hiện ra người đẹp Để dụ mình thôi vụ mình được chắc chắn luôn nên người tu mình khi đọc lên những công đoạn để học tập mình phải được sự gắn nhắc cái tâm giải thoát nó lớn lao lắm và chỗ này là chỗ mà hướng thượng lắm nên chúng ta được cái nhân viên hướng thượng này chúng ta đừng có hướng xuống cái chỗ hạ cấp ổn quá Có một chú làm việc chung với những đức Thường là người thế gian Khi mà vào trong những cái trang mạng Hoặc là facebook rồi đó Hoặc nhiều vô dính chân Cái chỗ đó hơn là Mai Dương giống như. Nhưng mà Người tu mình thì cũng biết dùng Cái phương tiện Cái công cụ khoa học Để mà truyền pháp trong cái trang facebook đó, mà gia nhập vào cái trang đó thì nó kết nối với cộng đồng mạnh lắm rất mạnh nếu mà dùng trí tuệ để bỏ vào đó thì đặc sắc lắm vì nó phát triển được phật pháp từ trong đó thì cái chú này ông cũng khép Ông bỏ vào trong đó rồi Thì ông có tìm hiểu trong đó Ông cũng biết thân phận Sợ nó bị dính vào trong đó Ra không được Ghê lắm Nhiều người mà vào chỗ đó ra không được Ghiền thôi thâu đêm suốt sáng luôn Kết bạn bốn phương Tự nhiên nó bị Lôi kéo nặng nề ghê lắm Nên cái người tu bây giờ mà Cầm chiếc điện thoại iPhone mà bấm 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 Mà vô cái những cái trang website rồi facebook đồ là rồi hết tu hành luôn hết tu hành chắc chắn nó nên người ta là cư sĩ mà có thể làm việc phật pháp mà không bị mê đắm vào những chỗ đó được á cố gắng cố gắng những đức thì khỏi cần lo vì sao thì không biết bấm gì chứ làm sao vô được <laughs> những đức mở trang website những đức cũng không biết mở đâu biết bấm gì đâu thì tội iPhone nhà Đức không biết xài Mà cũng đâu có xài đâu Mà biết Mình biết thân phận của mình Nên những buổi nói chuyện nè Bỏ vào đó luôn Thì bắt đầu là kết bạn với mình Bắt đầu là một người nó giải ra Giống như bỏ vào căn nhà đó Căn nhà đó phát tán Nhiều căn nhà, nhiều căn nhà phát tán Nhiều căn nhà Từ nơi đó truyền Phật Pháp nên sử dụng cái công cụ khoa học này để truyền pháp Để giúp chúng sanh Vậy thì mình có cái tâm giải thoát Mình không bị dính vào Còn nếu mà không có tâm giải thoát Là vô đó là dính luôn đó Ra không được Nên phải cẩn thận Nên thấy tử gặp những người đẹp Đến để mà ngăn chặn Nhưng ngài thì Không bị dao động tâm chút nào hết chứ Chúng ta phải học theo Và công đoạn kế tiếp quý vị nghe nè bây giờ thái tử không chút dao động thân tâm chỉ từ nơi khoảng giữa hai chân mài màu trắng phóng ra ánh sáng hướng về phía ba cô ma nữ khiến họ tự nhiên nhìn thấy được sự thật trong thân thể mình toàn là máu mũ đờm dãi Găng, mạch cho đến chính lỗ thông ra bên ngoài rồi ruột già ruột non gan mặt Thèo vỏi mỗi phần đều có vô số những con trùng nhỏ li ti sinh sống vơ lội qua lại trong đó nghe ớn thiệt đức phật dùng trí tệ để mà quán tưởng ra cái thân và dùng thần lực mà soi gọi vào thân của ba con ma nữ kia nó hiện ra nào là phèo phổi gan ruột gì bao tử gì ghê quá rồi chính cái lỗ nó câu thông với nhau ghê gớm quá tự nhiên ba ma nữ nó thấy cái thân nó sao thấy ghê quá vậy Vậy đâu mà phèo phổi nó lòi ra gì ghê <laughs> trời còn đẹp để gì đâu Nghĩa là ba ma nữ này nghĩ rằng là nó quá đẹp Nên đến để mà phá đạo của Ngài Thì Ngài dùng cái trí tuệ mà cho ba ma nữ này thấy được Các ngươi đẹp chỗ nào Gụt gan, phèo, phổi Gụt già, gụt non Đồm giải thôi thôi nó Lợn cận, lợn cận rồi Trùng li ti bò lúc nhúc lúc nhúc theo ruột gan vào phổi đó rồi chỉ có một lớp da mỏng như là giấy nó bao bên ngoài còn nếu lột cái lớp da đó ra thì bên trong là máu nó xịt 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 lên rồi cắt sâu vô một chút nữa thì trong đó nào là ruột phèo phổi gì nó lòi 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 ra Thôi ơi ghê quá à. rồi ba con ma nữ nó thấy những cái chỗ đẹp nhất của nó Nó câu thông với nhau Và nó tiết ra những cái chất dơ giấy Ghê tởm như vậy Làm sao mà thương nổi không? Mình cặp mắt phàm Mình nhìn thấy cô gái đẹp Mình thấy cô này đẹp quá Chứ Phật là dùng cặp mắt trí tuệ nhìn thấy Không thấy đẹp chút nào Ghê gớm quá Vậy thì bây giờ chúng ta đó Nhìn vẫn còn thấy đẹp đúng không Nhưng mà nương vào cái lời dạy của Phật và sự tu hành của Phật mà Phật nêu lên như vậy thì tự nhiên Trong lúc nghe này Con người chúng ta nó an định tâm dữ lắm Vì sao vì biết không Nó buông cái dục xuống hết này. Buông xuống hết Nghe mà nó cũng thấy ớn nữa đúng không Tự nhiên nó buông cái dục xuống hết Cả ngày nó không khởi dục luôn Vậy mà vài ngày sau khởi dục nó lại Thì tiếp tục mỗi ngày phải học Học để đè phục cái tâm dục vọng nó xuống Đè phục xuống rồi cố gắng niệm Phật Niệm Phật Rồi cái tâm nó khởi lên muốn giảng sanh về thế giới cực lạc từ nơi đó rồi tự nhiên tâm thanh tịnh niệm Phật Và thấy thanh lương lắm Thấy thanh lương lắm Nên công phu đắc lực luôn Phải nhờ nghe Pháp này nè Dũng mãnh tinh tấn lên và biết cái thân này nó giả tạm Cái thân này khổ đau lắm hiểu không Nên còn trẻ nó không có muốn dục vọng Vì thấy cái chỗ đó nó không có Được cái lợi ích gì mà đó là cái sự khổ đau Giúp nhau khổ đau thì không nên giúp Nên giúp nhau giải thoát Thì chỗ này nên làm họ lại tự thấy một người hóa thành đầu gắn một người hóa ra đầu chồn còn một người thì hóa ra đầu chó vì đây là ba con ma nó dùng thằng thông nó hiện ra người con gái đẹp nên mình mà mê nữ sắc rồi mai mốt mà đầu chó đầu chồn đầu gắn đầu nó hiện ra ba cái đầu đẹp vô cùng đẹp Quý vị coi viên tệ thiên đại thánh Quý vị thấy con trồn không Nó hiện ra cô gái thiệt đẹp đó thấy không Vợ của Ngu Mai Dương á Đẹp vô cùng luôn Nó là yêu tinh Nó hiện ra đó Mình mà mê nữ sắc là yêu tinh Nó quấy nhiễu mình được á Thấy không mình mà không mê rồi là không có con tin nào nó đến nó quấy nhiễu được mình chứ mình phải cố gắng như đức nói ra câu này có chừng tin nó đến nó tìm <laughs> nó đơn giản đâu mình vừa nói mạnh mẽ là nó đến thử thách mình á nên mình cũng phải nói để nó phát tâm chứ trên lưng mỗi người đều cổng một bà già tóc bạc da mặt nhăn nheo thân thể như xác người đã chết cứng trước bụng mỗi người đều thấy đang bế một đứa bé mắt tay mũi miệng đều chảy ra chất mũ hôi hám Ba ma nữ kinh hãi khôn xiết liếu riếu bỏ chạy về nó muốn à, hại thái tử nhưng hại không được thái tử cuối cùng chạy mất dép luôn ha à, chúng ta người tu hành bây giờ nghe những công đoạn này mình phải cố gắng phải cố gắng mỗi ngày niệm phật mà hướng đến thế giới cực lạc cứ kiên trì đi Niệm giết rồi tự nhiên mình thấy mình thích niệm lắm Ban đầu thì niệm nó khô khô chưa thích gì mấy Nhưng niệm giết thích Quý biết rằng Chúng ta nếu mà không niệm Phật Thì cái nghĩ chúng ta là nghĩ sầm bậy Khi niệm Phật rồi thì những ý nghĩ sầm bậy nó giảm tối đa Thì mình niệm mình thấy nó an lạc dữ lắm Có một tịnh độ thì rất là hay Khi mà mình biết được thì mình gặp bất cứ ai khổ Mình cũng dạy người ta dễ Dù là người này không biết một chữ nào Nhưng mà mình cũng dạy người ta Niệm Phật được Cái xã hội hôm nay á, Những cái công cụ khoa học nó đặc sắc quá Như cái chiếc máy những đứt đặc Mà chút xíu xíu quá Chiếc máy này thì người mà khỏe và trẻ trẻ thì hay Còn cái bà mà quá già Thì có chừng có bắn được vì chính những đứa xài, những đứa kiểm qua, những đứa thấy cái nút nó quá nhỏ Và cái tiếng niệm của nó nhỏ nữa Nên cái người khỏe thì nghe được Còn cái bà già bật lên bà có nghe được Tiếng nào đâu Nên cái máy mà có cái đèn pin Máy to to máy đó thì thông dụng đặc sắc Tiếng lớn Còn cái máy nhỏ xíu này Mấy bà già lụm cụm không biết bật đường nào luôn Cái nút có chút xíu Nên những đức á, bữa trước những đức muốn tặng cho mấy bà già những đức hỏi bà nào giác đá nổi có dụng ý của những đức không có giỡn đâu vì mình đưa cho người ta cái gì thì nó phải lợi ích chứ không phải là những đức đi lấy lòng cụ chi thật sự mà nói làm gì đi lấy lòng những đức làm được cái gì mà lấy lòng lo cho người ta mà đi lấy lòng người ta hả nên nó tặng người nào nó lợi ích mình thấy cái người này cầm chiếc máy này lợi ích được nè còn cái bà này lụm cụm lụm cụm Bà lặng, bà già, bà không nghe nữa Cầm chiếc máy nhỏ xíu này Nó hát có chút xíu một xíu sao nghe Mình để mình cho cái người mà người ta khỏe Người ta đi được á Người ta đi đâu người ta cũng đeo Ở bên ngoài lợi ích lớn hơn Nên Còn tặng cho các cô trẻ, các chú trẻ Là họ làm việc công chúng nhiều nên khi mà ngày chủ nhật đồ ngày lễ đồ mình đeo trước cái cổ mình nó biết chi không biết chi không mình đeo chiếc máy này để sau này chiếc máy này nó phát triển ra người người ta học theo mình người ta đeo trên gần cổ người ta vậy đó nên lúc này những đức cũng đeo chiếc máy nhỏ gần cổ hoài khi mà những đức mà nói chuyện với phật tử những đức tặng cho người ta chiếc máy cái những đức kéo 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 chiếc máy nhỏ ra những đức nói nè nè thấy không những đức đeo chiếc máy cổ thấy không đi đâu cũng nghe niệm phật nhắc nhở mình niệm phật chứ. đó vì chúng sanh mà mình đeo chiếc máy này đó vì chúng sanh á Chứ không có gì mình vậy chứ Vì chúng sanh mà mình đeo chiếc máy á Mình đeo để cho người ta thấy Cái ngày mà Chúng ta Dùng buổi cơm cuối năm á Mà đây á Những đứa đứng nấu ăn những đức thấy cái chú kia đặt cái máy quay phim á những đức lấy chiếc máy nhỏ chân gần cổ mình đem ra những đức treo toàn ten gần cổ mình vừa sơ đồ ăn chiếc máy toàn ten toàn ten biết gì không để cho người ta thấy cho người ta thấy cho người khắp nơi người ta thấy thấy đi chi à thấy để người ta làm theo ông thầy ông làm việc cũng đeo chiếc máy niệm phật kìa bây giờ mình làm việc mình cũng đeo chiếc máy niệm phật thì người nào cũng được lợi ích gì mình đeo chiếc máy niệm phật thì câu vật hiệu cứ dây dẫn bên cạnh mình giúp cho mình nhớ phật niệm phật đó là người khỏe người trẻ lỗ tai nghe rõ còn người già mà cầm chiếc máy nhỏ này thua bấm cũng khó bấm cái nút có chút xíu à Nút thiệt là nhỏ luôn vậy đó Cái máy có bằng hai ngón tay út Mình nhập lại thành chiếc máy nhỏ xíu gì Nên, nên những đức phải hẹp hỏi với mấy bà già ở chùa đâu Mà những đức cũng không cần lấy lòng của cụ làm gì Mình thật sự niệm Phật cầu giải thoát Lấy lòng làm gì Chân thật mà lo cho người ta là lấy lòng chi Thương ghét gì kệ họ Thật sự mà nói hiểu ra Rõ ràng ra rồi thương ghét Tùy duyên chúng sanh Chúng sanh mà như là bằng tay ngon dài ngon ngắn có người thương người ghét Chuyện này là bình thường phật mà còn có người thương người ghét chúng ta làm sao muốn cho tất cả chúng sanh thương mình nên mình sống đúng lương tâm mình thôi vậy thì mình an vui và tự tại lắm sống đúng lương tâm mình thôi là được rồi mình sao mà lương tâm mình đừng có cảm thấy khó chịu cảm thấy rằng mình là người sai lầm bậy bạ mình tu mà mình không sửa đổi mình cảm thấy ngày ngày mình an tâm mình mình cố gắng được an tâm Còn cái chuyện thương, chuyện ghét là của chúng sanh Còn ta không có ghét gì họ cả Ta làm việc gì tốt đến với họ Được người ta làm Nếu mà được như vậy thì cái sự tu của mình An lạc dữ lắm quý vậy Chứ đừng có nhìn nhận cái chỗ là kiếm người thương mình Cái chỗ này cũng khoan duyên nữa Mình cứ thắt lòng hết mình mình thôi Còn tùy chúng sanh Cái nghĩ Cái làm của người ta là chuyện của người ta Nó Cả đại chúng nghe như vậy rồi Trong tâm mình nó có suy nghĩ gì chứ Thầy ông làm việc cũng hiểu Nhìn nhận được Cái gì mà lợi ích Người ta có thể mà đem cái tuổi trẻ người ta Mà để mà người ta cống hiến được mà Chiếc máy nhỏ xíu đó Hẹp hội gì đó không Nên có nhiều bà cụ mà những đức tặng Là những đức thấy cái bà già này báo khỏe nè Bà già này đeo được nè và thêm cái nó bà già này bà đi làm việc nhiều cho bà đeo có cái bà già kia lên cái điện bốn thờ rồi bà về là bà nằm cái ạch ngang ngủ giấc rồi từ nơi đó bà lên cái điện xuyên suốt luôn bà đeo làm chi nó cái nghĩ của người ta là nghĩ sâu sắc vậy đó hiểu không nên cái làm việc của mình nó không cần lấy lòng không phải là đem về rồi đưa 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 để cho mấy bà già bà thương mình không cần vậy đâu cụ ơi nhận đức nó thật sự cái cụ chứ hết lòng với cái cụ dù là nghèo đi chăng nữa cũng hết lòng Hết lòng hết dạ Chết con từ nan Không cần vụ của cụ gì chứ Không cần lấy lòng của cụ gì chứ Cái gì thấy lợi ích thì đến với các cụ à Bây giờ những đức đang cố tâm Để học tập những quyển sách tịnh độ Mà học riêng mình nè à? Học đi sâu vào chỗ niệm Phật không à Học chừng hai tháng là nó được một Trăm mấy chục tiếng, gần hai trăm tiếng Chừng hai tháng thôi ngày học ba bốn tiếng hồ thời gian sau này ra cái thẻ lúc đó những đức tặng các cụ nghe nói niệm phật không không có nói cái chuyện mà phương tiện này kia gì chứ nó như là những buổi nói chuyện gì những buổi nói chuyện gì là nó đa dạng người nghe được nhưng mà mình muốn giảng về tịnh độ mà cho người chuyên tu luôn không có nói dòng do cho nói niệm phật không vậy đó cho người ta nghe mình cũng luyện chỗ này để mà mình cũng có năng lực tu hành càng sâu vào tịnh độ nó tới chỗ đó rồi đó những đức sẽ tặng các cụ cái gì tặng mà có kết quả tặng liền à, thấy không còn ai mà được tặng ai mà không có tùy duyên ta ai di đào phật vậy là đặc biệt thấy không ai di đào phật hôm nay chúng ta học đến đây nguyện à đem công à đức này Hưởng về không tất ca ca để tự và chung sanh đồng sanh về tịnh độ a di đà phật a di đà phật a di đà, -phật. A -di -đà, -phật. A -di -đà A Di Đà Phật. 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 A di đà phật 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 a À di đà phật a à di đà phật a 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 à di đà phật, A à di đà phật, à di đà phật, A à di đà phật. A à, Di Đà Phật 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 à.